Alo alo, xin chào toàn thể mọi người. Vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng nhé. Bác nào đúng chân với em Innova mà hôm nay em đang chạy trải nghiệm đây thì liên hệ sớm với em theo số điện thoại như Zalo các bác nhá. 0389726738 ạ. Chiếc này thì vừa em mới đánh về đây, đang đánh ra bãi cho anh em quay các bác nhá, test thử vòng luôn. Chiếc này được sản xuất năm 2007 với phiên bản G-Sin, xe tư nhân gia đình, không một phút taxi dịch vụ gì cả các bạn. Chất xe theo em cảm nhận mà khi lái trên khoang động cơ của nó các bạn. Cái củ số này nó chỉ là em hơi ga yếu một chút cho nên củ số nó côn nha nhà ông đeo, bắt đầu là củ số nó hơi bị rung một tí thôi. Đấy, khi mà trơn tru lại các bạn này, đi đường này củ số này hoàn toàn rất là tốt luôn. Đấy, đang chạy số 4 đây các bạn. Đang chạy số 4 các bạn đường này. Mà nội thất em này thì được cái nhìn ban đầu là rất là tươi luôn các bạn. Rất là tươi luôn, một mẫu xe chuẩn tư nhân gia đình luôn. Trên cái phần mặt táp lô này cũng như mặt táp ly này, người ta dán một vài giả vân gỗ bóng loáng luôn, nhìn như gỗ thật luôn các bác nhá. Đấy, chiếc này rất xuất sắc luôn. Đời 2007 của dòng Innova này thì tất nhiên nó trang bị cho mình động cơ là 2.0 với cái phiên bản máy xăng các bác nhá. Dòng này thì nó không máy dầu rồi, Innova này chắc chắn là không máy dầu rồi. Thế thì gầm bệ khá là chắc các bạn. Gầm bệ em trải nghiệm khá là chắc, trong nội thất của nó đầy đủ màn hình giải trí, đó là camera hành trình, loa đài âm thanh ánh sáng và tất cả mọi thứ như các bác thể cảm nhận ạ. Em sẽ không nói một tí nào nữa để cho các bác nghe phần loa đài âm thanh ánh sáng của nó các bác nhé. Đấy, loa đài âm thanh ánh sáng là rất tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, chỉ mà nhỏ nhỏ nhưng mà chút thôi, không thì người ta đánh dấu bản quyền của cái kênh em. Đấy, lại mất tương tác rất là khó. Còn về em này thì em cảm nhận theo nội thất của nó rất là tươi đẹp các bạn. Nội thất rất là tươi đẹp, ô tô chạy chuẩn quá này. Đấy, 14 vạn các bác nhé, 14 vạn 8 coi như là 15 vạn đi. Chung là 2007 mà đến tận bây giờ là 15 năm vận hành rồi, 2022 mà để là cái gầm bệ nó chất lượng như này các bác này, không hoàn toàn không một tiếng gì luôn. Đấy các bạn. Đấy các bạn, gầm bệ tốt chưa ạ? Đấy, càng xa không gầm nó phải tất cả mọi thứ quá là ok. Cách âm chống ồn rất tốt luôn. Ở ngoài thì công trường đang thi công rất là ồn mà trong xe không nghe gì luôn các bác nhé. Nghe mỗi tiếng em nói thôi. Khá đẹp luôn. Còn giờ sẽ quay tổng thể tất cả mọi thứ cho các bạn tiện quan sát các bác nhé. Để chiếc Innova G đời 2007 xe mới về các bạn này. Đấy, bây giờ em chính xác em lên sóng là người đầu tiên đây. Đấy, bác nào đúng chân thì liên hệ sớm em các bác nhé. Theo số điện thoại và Zalo đó là 0389726738 ạ. Đấy, vô lăng em này, tích cả phím khiển này. Tất cả mọi thứ trong nội thất của nó này các bạn này. Ngó lại một vòng này. Rồi em sẽ quay vẻ bên ngoài của nó. Đây nó vô lăng củ số đó, dấu hiệu hao mòn rất là ít luôn các bác nhé. Dường như rất là ít luôn. Trần này các bạn này, trần nỉ nguyên bản theo xe. Được bọc lớp túi bóng ni lông thì nó bảo quản chân này không bao giờ bị ẩm mốc cả. Có cả camera hành trình này. Đấy, rồi thì thêm cái màn hình của nguyên bản theo xe này. Những cái phần giả vân gỗ nó bóng lộn đúng không ạ? Giả vân gỗ nó bóng lộn luôn. Nó đẹp, nó nét đến từng ly từng tí một. Phải nói là xuất sắc luôn. Chiếc Innova G này 2007 này. Tư nhân gia đình các bác nhá. Có gương kính chỉnh điện này. Có phím chỉnh đèn LED độ sáng này. Đấy, các bác để ý nhá. Cái màn hình khi em không chỉnh thì nó như này thì tăng độ sáng lên này. Đấy, nó rất đấy thôi, nó chỉ có một khoảnh khắc nhỏ các bác, nó chỉ hơi lóe sáng lên một tí thôi. Cái này đi ban đêm các bác dễ quan sát hơn. Đấy, ban ngày thì các bác nói chung là cũng nhìn được một chút một ít của nó. Còn form dáng bên ngoài thì giờ em sẽ quay luôn, tôn vỏ tất cả mọi thứ cho các bác tiện theo dõi về chiếc Innova G 2007 này các bác nhé. Một mẫu xe mà vừa mới cập bến luôn. Đầu tiên về form dáng của em này thì nó vẫn là form 2007, chả có độ lạc một tí nào cả. Đấy thì hệ thống đèn chiều sáng chính của nó các bác nhé, đèn halogen siêu sáng này, thì nó không bị dập vỡ, không bị chấp hơi nước gì cả. Phần hộp đèn của nó khá là tươi, mang lớp sơn xi màu bạc, hiện tại mang biển tư nhân biển Quảng Ninh. Đấy, biển Quảng Ninh ngày tí nữa sẽ kiểm tra gầm kỹ cho bác tiện ngắm nghía. 14A06330 và đăng kiểm giá đến tháng 12 năm 2022 các bác nhé. Chiếc này thì hiện tại bên em đề xuất bán với giá là 239 triệu. Để bác nào đúng chân thì alo cho em, nói chung là giá cả thì anh em thoải mái thương lượng cũng như là thêm bớt thoải mái cho anh em nào thiện chí nhiệt tình. Bộ lốp dép của nó là quả lốp bờ tông các bác nhé. Lốp bò đít tông và bộ hao mòn của nó rất là ít luôn. Rất là ít, nó còn được khoảng tầm 85%. Các bác đi thoải mái 5 rưỡi 2 năm nữa. Những cái mẫu Innova này đấy, thì bây giờ các bác mua về vừa phục vụ gia đình, vừa đá đưa thêm dịch vụ, kiếm thêm thu nhập để chuẩn bị đón cái Tết. Một cái nồi bánh trưng là thật là đầy đủ nhân thịt các bác nhá. Cho Tết ấm cúng ấm no này, vui vẻ hạnh phúc các bác. Nói chung là cái dòng này thì bây giờ thì nó khá là hot. Bởi vì được cái là nội thất của nó rất là rộng rãi. Nó hỗ trợ cầu sau các bác nhé. Cái quan trọng nhất của nó là hỗ trợ cầu sau với động cơ 2.0 chạy rất là khỏe xe. Nếu mà nhu cầu anh em mua về chạy dịch vụ đó, không ngại bất cứ mà không bật quãng đường nào cả. Đi càng đường xa càng sướng dòng này. Nội thất thì rất là rộng rồi. Thể gạt khách ngồi bên trong cũng cảm giác rất thoải mái. Hay là người tiêu dùng thế các bạn.
Đây toàn bộ những keo chỉ của lốp nó còn nguyên zin các nhá. Tôn vỏ này thì khá là căng và mọng. Tay nắm cửa nẹp chân kính thì trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là ốp mạ chrome bảo quản chống sức chống va đập, ngay cả phần gương nặng thế. Gương nặng thế các bạn, nói chung là chủ cũ người ta cũng rất là cẩn thận. Người ta ốp cho con tất cả các loại gọi là mạ chrome bên ngoài rồi, chống va đập rồi. Đấy, không có tí nào sức cả. Thêm hệ thống đèn nữa. Đèn cầu lồi rất là tốt được. Các bạn quan sát đèn cầu lồi mà nhìn về tay cửa này rất là dễ. Form dáng cứng cáp các bạn, toàn bộ hệ thống tôn vỏ thì không có chỗ nào móp méo cả. Có cho mình đầy đủ hệ thống gọi là cái đuôi gió phía đằng sau và một cái cản nippo, hai cảm biến lùi các bác nhá. Hai cảm biến lùi. Hai cảm biến va chạm này các này. Đấy bản G xịn đặc trưng của nó thì mới có ba vùng điều hòa nữa các bạn. Đấy dòng Innova này được cái ba vùng điều hòa nữa, ngồi tất cả các ghế đều có cửa gió đến rất là thoải mái luôn. Đấy tôn vỏ bên ngoài thì căng mọng các bạn. Cốp đuôi nó là nhìn nó vuông vắn. Nó không có xuất hiện một vết nào bị lõm tôn luôn đấy các bạn. Nó đẹp luôn đấy ạ. Đấy toàn các bác nhìn cái phần hành ánh sáng lại của nó này. Đấy khi mà các bác nhìn này, nhìn như kiểu là mình nhìn qua kiểu là cái phần bóng đèn khi mà ban đêm các bác chát tường đấy ạ. Nếu các bác nhìn hành ánh sáng này nó không có tí móp méo nào luôn. Đấy như em lại cũng thấy này các bác này. Đấy, không có móp méo thế nào. Có thì nó sẽ xuất hiện luôn, nó sẽ lõm lại luôn. Nhìn nó rất dễ. Không gầm em này khá là tốt. Đấy, ba vùng điều hòa bác này, nội thất của nó này. Ba vùng điều hòa, ghế mọc lớp ghế da màu camber. Đấy, nội thất thì tươi mới rồi, đẹp rồi các bạn. Xe gia đình mà. Nói chung là em này thì khá là tươi xe và đẹp xe luôn. Em này thì các bác nằm đúng chân thì mua em này về thì khá hợp lý luôn. Đấy, vừa chạy gia đình vừa chạy thêm dịch vụ rất là ok, ổn áp. Keo chỉ này hoàn toàn nguyên zin, à phần cột kèo nó rất đẹp này. Ốc nắp cabo là nguyên zin này các bác này. Đây cũng thế này các bác này. Đấy, đẹp chưa? Toàn bộ tất thảy mọi thứ nó rất xuất sắc luôn. Còn gầm bệ nó đây, em quay luôn qua tiện quan sát này. Đây gầm sáng choang luôn các bác này. Gầm sáng choang không một vết gì luôn. Đấy đẹp chưa? Đấy. Cả mọi thứ này tổng thành tổng thể của này phải nói là rất là tươi xe. Gầm mẹ như này thì không mua xe này thì mua xe nào bác, mặc dù nó là gầm Quảng Ninh không một vết ố mọt, không vết hổ vò hay nào cả. Chúng cắt đăng của nó này và quan trọng là máy đang khởi động mà hoàn toàn không tí dầu nào nghỉ ra cả, không tí dầu nào cả, cùng lắm thì có tí nước điều hòa chảy xuống thôi. Sàn dưới rất là khô các bác nhé, sàn dưới rất khô đấy, hay cùng nước điều hòa chảy xuống ạ. Trục lốp chạy chạy thẳng luôn các bác nhé. Gầm này rất là tươi đẹp. Giảm sóc bảo thụt kết hợp cả lò xo với mẫu Innova này. Đấy, gầm của nó đây, toàn bộ hệ thống gầm của nó tươi và sáng đẹp chưa các bác. Tất nhiên không thể tránh những thành phần oxy hóa kia được. Có một chút ít thôi. Quan trọng nhất là phần khung gầm sắt gì này, nó không của mình bị mối mọt hay là nó bị móp méo gì cả. Chưa có dấu hiệu va chạm đâm đụng gì phần cốp đuôi cả. Keo chỉ còn nguyên zin các anh nhá. Keo chỉ còn nguyên zin này. Đấy. Vừa về cập bến thôi. Nếu bác nào đúng chân thì liên hệ với em để giá nói chung là còn fix mạnh cho anh em, thoải mái. Về anh em làm ăn cho phát tài với lộc các bác nhá. Đấy. Nội thất thì rất là tươi rồi. Keo chỉ phần cốp đuôi là hoàn toàn nguyên zin. Các cánh của nó em sẽ quay qua cho các bạn để quan sát này. Máy nổ rất là êm và tròn tiếng. Đấy, điều hòa thì mát lạnh rồi các bạn. Điều hòa mà từ lúc em chạy về giờ thì ngồi trong thì rét run người với cái thời tiết bây giờ. Và giữa thu các bạn. Keo chỉ không mất phần nào các bác nhá. Keo chỉ không mất phần nào này, còn nguyên này. Mặt tabi của nó khá là tươi đẹp này. Em này cái dán giả vấn gỗ cái thằng đề can này nó hơi bong ra. Còn bên trong của nó vẫn là dầm vân gỗ, sơn của nó các bác nhé. Bên trong của nó là sơn giả vân gỗ này. Đây là sơn này, nó bong chóc theo thời gian 5 tháng này. Để nó dán luôn phần đề can luôn. Mà để đúng cái để nguyên cái phần sơn của nhà máy, sơn của xe thì đẹp hơn quá. Đấy nhìn phần trên phần cabin đấy ạ. Đây phần cabin này có cái phần mặt dưỡng ạ. Nó rất đẹp luôn, nó có những cái phần gọi là giả vân gỗ rất là tươi. Đây mặt tabi bên phía cánh bên phụ các bác nhé. Mọi thứ ghế nội thất rất là đẹp. Em này xuất sắc luôn, không một điểm gì phải chê cả. Đấy, cánh cửa đóng vào con này nhẹ nhàng êm ái. Và đây là cánh bên lái của nó đây. Đấy, nói chung về thống nhựa và đời hành chân bảy đẹp như này là rất xuất sắc của bạn. Được đến độ như này là rất căng rồi, rất mọng rồi, không còn chắc nào hiếm có em nào mà đẹp được đến độ như này nữa các bạn, hiếm lắm. Để mình nhìn qua thôi theo cái con mắt của thợ bọn em đánh giá thì nó khá là đẹp, rất là xuất sắc rồi. Cột kèo, cột ốc của nó đây vuông đét luôn các bạn, vuông đét chưa giao nó vào cả ngay phần ốc bản lề này, xuất sắc luôn các bạn nhá. Hai ghế phía trước này, cabin nó đây rất là tươi các bạn, từ hệ thống nhựa tất cả mọi thứ nhá. Đấy, quay cái này em quay bằng camera thường luôn, chả có tí nào dùng up cả, cho nên là tất cả màu mè như nào nó sẽ là như thế các bạn nhá. Bác nhìn nó rất thực tế luôn. Đấy, xem qua video các bạn nhá, ô tô chuẩn mới chạy có 14.8 thôi. Cánh cửa đóng vào này nhẹ nhàng êm ái. Em này thì chỉ có 239 triệu thôi. Ở bên em bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Nên các bác phải cân đối mua mình mẫu Innova. Đấy, một mẫu xe gọi là chuẩn tư nhân gia đình đời 2007 này, form cũ,
Bản này thì nó chỉ có một túi khí an toàn thôi, nhưng mà nó cũng có cả đầy đủ phanh ABS các bác nhé. Ốc bản lề nó này phát xăng luôn. Đấy, nói chung em này thì một cái điểm trừ đó là dán phần đề nên gan vân gỗ này nhìn nó hơi bị sộc sạch một tí thôi. Nên các bác mua về tốt nhất các bác bóc ra, có thời gian các bác đi sơn lại cái phần vân gỗ bên trong thì rất là tuyệt vời. Thế còn đâu nó không có điểm trừ thì nó cả các bác. Mọi thứ nó rất là đẹp luôn. Đặt keo chỉ hoàn toàn là bao zin cả xe các bác nhé. Keo chỉ bao zin cả xe ngay từ phần keo chỉ của lốp luôn. Đấy, phần này người ta bọc ra chống xước phần vỏ phần nhựa bên dưới các bác. Nói chung người ta độ thêm thì càng tốt thôi các bác nhé. Người ta trang bị thêm thì các bác mua về sẵn chỉ việc sử dụng thôi. Cột keo nó thì những cái đinh tán nó còn nguyên bản luôn, không mất cái đinh nào luôn, bạn không có bắn lại một cái lò luôn các bạn. Cam kết bao zin cả xe luôn, hệ thống keo chỉ, cột keo, lỗi không có lỗi đâm đụng ngập nước đấy các bạn. Còn va chạm những cái phần gọi là xước bên cản bên hông sườn là chuyện bình thường, nó không thể tránh được các bạn. Nếu các bác tham gia giao thông những cái không thể tránh được, bởi vì nhiều khi mình dừng xe lại, nhiều khi xe máy nó quẹt nhẹ qua cái là tự dưng nó xước sơn, hay đi làm lại chuyện bình thường, hay là móp tí với cản người ta gọi nắn lại là chuyện bình thường. Nhưng mà em này thì nó khá là đều, tôn vỏ nó căng mộng luôn đấy các bạn. Tất cả mọi thứ đây sơn gì này, keo chỉ không mất một phần nào luôn các bác nhé. Keo chỉ là xuất sắc luôn đấy ạ. Đời 2007, tư nhân các bạn. Không biết em này chắc nó cũng phải qua tầm 1-2 đời chủ rồi, chứ nó không phải là tư nhân chính chủ đâu, mà tư nhân 1-2 đời chủ rồi. Mà để nói về chất xe của nó thì nó hoàn hảo xuất sắc luôn các bạn. Hai ông chủ này thì người ta dùng sử dụng con xe các bạn giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Đấy, mọi thứ nó mộc mạc, nó nguyên bản, tiêu xe nó đẹp lắm các bạn. Trên đây còn cả sổ hướng dẫn này, nguyên cả sổ hướng dẫn này. Ôi giời ơi, sao lại có những người ta cẩn thận như thế này được các bạn. Nguyên cả quyển sổ hướng dẫn và quyển bảo hành. Đấy, sách an toàn là Toyota Innova này. Đấy, và đây là sổ hướng dẫn sử dụng này, sổ hướng dẫn sử dụng tiếp các bạn này. Đấy, một cái là tiếng Anh mà một cái là tiếng Việt. Nói chung là em này thì người ta giữ gìn quá xuất sắc rồi. Cửa tiền là 239 triệu các bác nhá. Đấy, còn thương lượng với các bác thoải mái luôn. Bác nào thích miếng bao da này em tặng luôn này. Bao da này không biết để làm gì đây. Đấy, giờ bao da khá là mềm mại quá. Vô lăng phím còi nói tất cả mọi thứ này rất là tươi đẹp các bác nhá. Mặt tablo này đúng là chuẩn mẫu xe gia đình Vân Sàn, nó nổi về nó phải đẹp như thế này các bác. Nó phải được độ như thế này là nhìn nó mới xuất sắc luôn, không có điểm trừ gì cả. Đấy, trừ mỗi cái phần gọi là mặt tắp bi của nó là nó dán cái phần giả vấn gỗ nhìn nó hơi bị lệch lạc một tí thôi. Thế nó mới được cái màu sơn như này thì rất là tuyệt vời quá. Nó mà giữ được nguyên cái màu sơn này thì rất tuyệt vời. Đấy, phải nói là khá là đẹp về chiếc Innova. Máy nổ êm thì thích, máy nổ từ đầu video đến giờ các bác nhé. Dẫn cái kiểm tra luôn phần hoạt động cơ cho mắt tiện quan sát từ chiếc Innova này. Cái đời 2007 mà nó đẹp như 2017 đấy các bạn. Còn khi nó còn đẹp hơn cả 2017 nữa cơ. Đấy, tím chỉnh đèn led của nó đây, với dòng đặc trưng bản G, những cái form cũ của nó này. Thằng 24 của nó thì nó không có, có em không, chứ không phải là không có hoàn toàn. Thằng 2 là 7, 2 là 8, 2 là 9, 10. Thì chắc chắn 100% là phải có cái đấy thì nó mới là bản G. Còn đây form động cơ này đây, cũng không trách được xe nó qua sử dụng các bác nhé. Là cái dòng dàn cò của nó là có qua chỉnh sửa một tí thôi, được cái máy nổ rất là chất luôn các bác nhé. Máy nổ rất là chất và máy hoàn toàn mộc mạc. Còn nguyên cả cái phần người ta vệ sinh một dầu chưa sạch còn bám dưới này, nhưng mà do vì dầu nó hoàn toàn rất là chất lượng rồi, người ta làm mới này rất đẹp rồi các bác nhé. Máy thì rất là tươi, không hiện tượng thì dầu gì cả, chỉ là những vết chưa vệ sinh thì nó còn đọng thầu lại thôi. Tất cả mọi thứ này máy nổ tròn tiếng và rất là ok. Tất cả bố cục khoang động cơ, những đường dây điện của nó các bác nhé, chưa có chạy lại lằng nhằng cái đường nào cả, chưa có gia công xử lý gì, mọi thứ nó còn bố cục nguyên bản của nhà máy. Chiếc phanh ABS của nó đây, và đầu răng tay đèn của nó thì hoàn toàn không co rúm, không cong cớn gì cả. Cái lỗ kỹ thuật nó tròn vo các bác nhé. Những cái lỗ kỹ thuật của nó tròn vo này, không có dấu hiệu đâm đụng gì cả. Đấy, không có đâm xô ngập nước các bác nhé. Ốc bản này, ốc tai này còn nguyên zin quá này. Ốc tai đèn này đấy, ốc tai này còn nguyên zin này. Ốc bản này thế quá này. Bản này nắp cabo đấy ạ. Xuất sắc lực kèo chỉ nắp cabo thì hoàn toàn không mất phần nào cả. Đây, nắp cabo Toyota đây. Đấy, quá cả. Nói chung là 2007 mà đến độ như thế này thì không còn ở dưới bàn nữa. Đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Đáng đồng tiền 239 triệu các bác bỏ ra mua sở hữu em này về đi thì thoải mái. 10 năm nữa các bác không phải động đến khoang động cơ cũng như là nội thất. Không cần phải dọn dẹp gì thêm cả. Mua về sẵn chỉ việc sử dụng thôi. Thế thì vừa rồi em Tuấn ô tô cũ Hải Phòng quay qua báo giá bác tham khảo chiếc Toyota Innova, cũng trải nghiệm từ một vòng cho bác kiểm tra gầm bệ rồi. Phải nói là rất xuất sắc luôn. Đời 2007 tư nhân bản gia đình các bác nhá. Với cửa tiền là 239 triệu bên em báo rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển ạ. Hoặc là đúng chân thì liên hệ sớm với em theo số điện thoại và Zalo, đó là 0389 726 738 các bác nhé. Rất đẹp luôn.
Và bác nào mà xem qua video của lần đầu tiên thì có thể cho em xin một lần đăng ký và chuông thông báo để liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Tại địa chỉ của em đó là chợ ô tô cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung Lão Hải Phòng. Vâng, cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý chị bạn ở video sau ạ. Rất xuất sắc luôn cho chiếc Innova này các bạn. Bác nào mua hôm nay thì rất là hời luôn các bạn.